Hello, xin chào quý anh chị và các bạn à. Chào mừng các bạn quay lại với channel chợ Bình Dương 24 giờ. Hôm nay thì một clip xả kho cho anh em á. Anh em nhìn đi. Số lượng xe thì mới về ngập kho luôn nên đem ra xả hết cho anh em luôn. Thì đồng hành với thị trường trong đây thì con Thảo á. Hello, chào mọi người nha. Tiếp tục một kho xe mọi người thấy nhiều không? Quá trời xe luôn mọi người. Vision này, rồi SH này mọi người, Winner quá trời xe luôn nha. Hôm nay tiếp tục được giảm giá cho anh em cực kỳ rẻ cho anh em luôn nha. Rồi, SH More này mọi người màu trắng nè. Đây. Giá hôm nay em giảm cho anh em còn 5-7 triệu bao VAT nha. Dòng này thì trả trước tầm khoảng 10 đến 12 triệu thôi là nhận xe nha. Tiếp theo là SH 160 ABS 2024 mọi người nè, 103 triệu mọi người nha. Đối với dòng này thì anh em mua góp thì trả trước tầm 30 triệu thôi là nhận xe nha. Em cũng còn một con SH một hai con SH 150 ABS mà 2023 này, giá 101 triệu nha. Còn nếu anh em mua phiên bản SH 125 ABS đó, thì hiện tại giá 83 triệu mọi người nha, ABS 125 nha. Rồi, cái này thì SH 125 CBS mọi người nè, màu trắng nha. Mình lại về được 3 chiếc nè mọi người. Nay giá cực kỳ rẻ cho anh em luôn, giảm cho anh em còn 74 triệu 3 VAT nha mọi người. SH125 thì SH1 màu xám xi măng này mọi người thấy không? Một dãy luôn nha. Một dãy cho anh em luôn nha. Đó ở trong kia còn 10 con nữa kìa. Đó hôm nay tiếp tục giảm cho anh em còn 65 triệu 3 VAT. 65. Bao rỉ cái dòng này bao rỉ luôn. Bao rẻ luôn mọi người nha. 65 triệu 2024 luôn mọi người nha. Yên nè, yên màu nâu 2024 này mọi người nha. 2024 2023 có hết luôn nha. Rồi, ở đây có Winner V3 mọi người nè. ABS mọi người nha, 36 triệu mọi người nha. CBS thì 34 triệu mọi người nha. Đối với dòng Winner thì hỗ trợ trả góp thì đưa trước còn 3 triệu thôi là anh em có thể nhận xe nha. Ở trong này Vision nhiều lắm mọi người nha, Vision cực kỳ nhiều luôn. Thì Vision tiêu chuẩn thì em đang xả cho anh em luôn còn 30 triệu 500, còn cao cấp như màu đỏ nè, đó màu đỏ màu trắng thì hôm nay giá là chỉ còn 32 triệu 500 thôi. Còn anh em mà mua phiên bản cổ điển á, thì hôm nay em giảm cho anh em luôn còn 35 triệu thôi mọi người nha. Đó. Đây, SH 125 CBS nè, 74 triệu bao VAT nha mọi người. Đó. Còn Vario 125 khóa thông minh màu trắng xanh. Hôm nay là 40 triệu mọi người nha, khóa thông minh nha mọi người. Rồi, tiếp theo ở đây có Vision tiêu chuẩn này thì 30 triệu 500 nha. Đối với những dòng Vision tiêu chuẩn như màu đen này em nhiều lắm mọi người ạ. Chỉ cần 1 đến 2 triệu thôi mọi người. Anh em mua xe mà nhu cầu đi làm á, chỉ cần 1 2 triệu thôi là có thể là nhận mua xe Vision rất là dễ nha mọi người. Mio thì là 26 nha mọi người, trả trước cũng 2 triệu thôi là nhận xe nha. Đây. Mọi người thấy Vision nhiều lắm, Sonic đó, hôm bên kia thì hôm nay em xả cho anh em luôn còn 46 triệu nha mọi người. 46. Đó. Ở đây có Vario mọi người. Đây, Vario khóa thông minh màu xám tím 40 mọi người nha. Còn như màu đen này mà có thường khóa màu rin á thì giá là 39 thôi mọi người nha. Còn màu trắng xanh này hôm nay giá cũng là 40 mọi người nha. Những cái màu sơn 3D cho mọi người luôn là 40, còn những cái màu mà rin nha, khóa thông minh này thì hôm nay em xả cho anh em luôn còn 39 triệu thôi mọi người nha. Đó. Đối với Vario thì chỉ cần trả trước cho em 3 triệu thôi là nhận xe 2024 nha. 2024 mọi người nè. Đây, khóa thường mà, khóa thường màu rin là 36 mọi người nha. Khóa thường màu rin 36 3 VAT luôn, còn màu như màu đỏ này là khóa thông minh 39 nha mọi người. Đó. Còn ẹt 150 hôm nay xả tiếp cho anh em còn 41 triệu 3 VAT nha. Đó, dòng này thì trả trước tầm 5 triệu thôi là anh em có thể nhận xe nha. Còn ẹt 155 2023 44 triệu khóa thông minh. Còn 2024 á, là ABS á, thì hôm nay em bán là 50 triệu bao VAT cho anh em luôn nha. Đó, trả trước tầm khoảng là 10 triệu nhận xe nha. Đối với S155 màu đen nè, 44 triệu mọi người nha. Đó, còn Vario 2024 mọi người nè. Đây, màu đen với màu xanh này thì hôm nay giá là 39 triệu quá thông minh nha mọi người. Màu sơn như màu xám này là 40 nha, sơn lên là 40. Đây, có một con khóa thường nè, 2024 nè. Đây, dòng này thì hôm nay em trả cho anh em luôn còn 36 triệu bao VAT nha. Còn Vision thể thao nè, ta có Vision thể thao cũng còn ít nha mọi người, còn vài con thôi nha. Hôm nay em bán là 37 triệu mọi người nha, 37 triệu Vision thể thao nha. Còn Vision tiêu chuẩn thì là 30 triệu 500 nha. Đối với Vision thì cứ 2 triệu thôi là nhận xe mọi người nha. Ở đây có Sirius mọi người, Sirius thì 19 triệu một chiếc mọi người nha. Riêng con FI thì là 23 triệu mọi người nha. FI 23 còn thường thì 19 triệu xe thôi. Đó, trả trước cho em tầm 2 triệu thôi là anh em nhận xe rồi nha. Đó. Vario màu trắng khóa thông minh này sơn lên cũng là 40 mọi người nha. Màu trắng sơn được này cũng nhiều đó, màu trắng anh em mua nhiều nha. Màu trắng sơn ba d nhiều. Đây, màu trắng hồng thì là 40 luôn mọi người, và màu ánh tím này khóa thông minh sơn 3D cũng 40 mọi người nha. Đó, còn màu rin nhưng mà khóa màu xanh 2024 này thì là 39 triệu thôi mọi người nha. Đó, 39 triệu một xe thôi. Ở đây có một vàng màu hồng luôn mọi người nè, màu hồng khóa thông minh hết mọi người nha. Hồng khóa thông minh, trắng hồng khóa thông minh, màu xám khóa thông minh luôn. 40 triệu bao VAT cho anh em luôn, trả trước cho em tầm khoảng là 3 triệu đến 5 triệu mọi người nha, là có thể nhận xe rồi nha. Anh em mà mua xe thì cứ gọi điện hoặc nhắn tin trực tiếp cho em, có số Zalo phía trên đó, hỗ trợ trả góp cho mọi người luôn. Chỉ cần căn cước công dân thôi, từ 18 đến 60 tuổi là có thể là nhận xe rồi nha. Anh em liên hệ trước là em sẽ hỗ trợ cho anh em 1 triệu tiền xăng khi lên mua xe nha. Xe đó là anh em có nhu cầu mà đổi xe mới thì cũng inbox cho em nha, em có thu xe cũ đổi xe mới luôn mọi người nha. Cảm ơn mọi người nha.